Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Bài số 5, chúng ta sẽ học về Thánh Linh, đấng giúp đỡ mà Đức Chúa Trời đã ban cho để hội thánh của Chúa chúng ta có thể làm thành những trọng trách, sứ mạnh vĩ đại mà Chúa ngài giao cho chúng ta để chúng ta có thể mở mang đạo của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay có hai phần kinh thánh nền tảng mà chúng ta sẽ cùng học chung với nhau. Xin chúng ta cùng mở trong Công Vụ chương 1 từ câu 4 cho đến câu số 14. Chị có thể giảm bớt cái microphone của một sư xuống chút, nó sắp hú. Testing 1, 2. Xin cũng một lần nữa hoan nghênh và chào mừng các anh chị em ở những nơi xa cũng vào để cùng học Thánh Kinh mùa hè với VBC Houston ở trong ơn của Chúa. Tôi tin rằng các anh chị em được phước ở trong những ngày qua. Xin Chúa ngài tiếp tục ban ơn để chính Chúa ngài sẽ nối kết bầu không khí của ở tại đây với các anh chị em ở tại nhà ở những nơi xa để chúng ta có thể cùng hưởng phước hạnh của Chúa ở trong thời giờ quý báu này trong ơn của Chúa. Mời Chúa. Công vụ các sứ đồ chương 1 từ câu 4 cho đến câu số 14 và hết cả Công vụ chương 2. Và chúng ta sẽ cùng đọc trước Công vụ chương 1 từ câu 4 cho đến câu số 14. Trong khi họp mặt với các sứ đồ, ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa, là điều các con đã nghe ta nói. Vì răng đã làm bắp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Và những người đang tụ họp tại đó thưa với ngài rằng, Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ tái lập vương quốc Israel chăng? Ngài đáp, kỳ hạn và thời giờ mà cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả siêu đê xứ Samari cho đến cùng trái đất. Sau khi phán những điều ấy xong, ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem ngài. Có một đám mây tiếp ngài khuất đi khỏi mắt họ. Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời, trong lúc ngài ngự lên, kìa có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ và nói, hỏi người Galilee, sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như thế? Đức Chúa Giêsu này đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy ngài lên trời vậy. Sau đó các môn đồ từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy gần Jerusalem, cách một quãng đường đi một ngày Sa-bát. Khi vào trong thành, họ lên một phòng cao nơi họ đang trú ngụ. Những người ở đó là Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, Andre, Philip, Thomas, Bethlehemy, Matthew, Gia-cơ con A-phê, Simon Zelot và Judah con của Gia-cơ. Tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Mary là mẹ Đức Giê-xu cùng với các em trai ngài mà cầu nguyện. Cảm ơn Chúa với thần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy được sự nhắc nhở của Chúa Giê-xu về điều mà ngài hứa ngài sẽ ban theo như lời cha hứa. Thì điều đó phải rất là quan trọng, cho nên Chúa ngài đã truyền lệnh cho các môn đệ của ngài phải đảm bảo mình nhận được trước khi mình ra đi để thi hành sứ mạng vĩ đại mà ngài giao phó cho họ. Đại ý của bài học hôm nay là Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng để làm theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và câu gốc của chúng ta hôm nay đó là Công vụ chương 1 câu số 8. Câu này rất quen thuộc với chúng ta và anh chị em đã quen với bản kinh thánh truyền thống của chúng ta. Thì có một chỗ mà thứ tự của công việc sắp đặt ở trong bản hiệu đính thì nó gần hơn với bản tiếng Anh và nguyên bản. Đó là lý do mà chúng tôi chọn cái bản hiệu đính để anh chị em học và thuộc lòng ở trong Công vụ chương 1 câu số 8 này. Chúng ta cùng đọc Công vụ chương 1 câu số 8 câu gốc 3 lần để chúng ta tập làm quen và ghi nhớ câu kinh thánh quan trọng này. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Một lần nữa. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con,
thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Công vụ chương 1, câu số 8. Cảm ơn Chúa. Còn các câu gốc của những ngày trước thì sao? Anh chị em còn nhớ không? Ok, bây giờ chúng ta đại diện một vài người, chúng ta nhắc lại câu gốc của ngày hôm qua gần nhất để chúng ta có thể trả bài. Và anh chị em muốn thì xin đưa tay lên và nhờ Đức là Nhật có thể cầm microphone để anh chị em có thể đọc vào trong microphone. Vì các anh chị em ở xa cùng tham dự với chúng ta, họ không nghe được tiếng của anh chị em. Cho nên chúng ta cần đọc vào trong microphone. Thành ra phải thật là tự tin để chúng ta đọc một cách rõ ràng. Ok. Mời anh Dũng. Ngài phán, có lời chép rằng, đúng rồi, bài số 4. Ngài phán có lời chép rằng, đến Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ 3 sẽ từ cái chết sống lại. Very good. Luca đoạn 24 câu 46. Luca 24 46. Có ai khác? Thêm một người nữa. Bài hôm qua. Dạ. Chị Ngọc. Phán, có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ 3 sẽ từ cõi chết sống lại. Luca 24 46. Cảm ơn Chúa. Có ai khác? Một người nữa. Của ngày ngày số 4, bài số 4. Chị Thu. Dạ. Ngài phán, có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ 3 từ kẻ chết sống lại. Sẽ từ cõi chết sống lại. Đấy. Là 24 và 46. Dạ, Luca 24 46. Ok. Bây giờ trí nhớ của những người khá hơn, nếu có, xin chúng ta đọc câu gốc của ngày thứ nhất. Có ai nhớ, còn nhớ câu gốc của ngày thứ nhất? Ok. Dạ, yeah, mời chị Ngọc. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao. Ngài đã dựng nên tất cả các khôn ngon, trái đất đầy dẫy các sinh vật của Ngài. Thi Thiên 104 câu 24. Ok, very good. Ok, bây giờ có ai nhớ câu gốc ngày thứ hai? Ai có nhớ câu gốc ngày thứ hai? Ok. Samuel thứ nhất đoạn 14 câu 7. Đoạn 16 câu 7. Đức Giê-hô-va không xem các loài người xem. Loài người xem bệnh loài Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Very good. Ok. Rồi, ngày số 3. Có ai nhớ bài số 3, câu gốc của ngày số 3? Dạ, yeah, mời chị Ngọc một lần nữa. Dạ. Matthew đoạn 21 câu 9. Hosanna, con David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna trên nơi chí cao. Very good. Ok. Đáng để chúng ta cho chị Ngọc một tràng pháo tay đúng không? Dạ. Yeah. Ok. Tiếc là ngày mai chúng ta đã tốt nghiệp, cho nên chúng ta sẽ không có trả câu gốc của công vụ chương 1 câu 8. Nhưng mà tôi tin rằng hết thảy chúng ta đều quen với câu kinh thánh này. Thì đối với chúng ta, nhất là hội thánh của Chúa VBC Houston tại đây, đây là câu kinh thánh rất then chốt mà đã đem lại cái sự thay đổi trong cái nhìn của chúng ta cũng như lòng tin của chúng ta trong việc chúng ta có thể làm thành sứ mạng vĩ đại mà Chúa Ngài giao cho hội thánh của Ngài. Bởi vì không phải chúng ta, nhưng mà sự trang bị của Chúa để chúng ta có thể làm nhân chứng đầy quyền năng cho Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Câu gốc của chúng ta hôm nay cho chúng ta một số những cái lẽ thật mà chúng ta có thể thấy ở tại đây. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, chúng ta để ý cái chữ giáng ở tại đây, có một sự tuôn đổ từ trên cao xuống, giáng trên, thì cái việc đó chúng ta thấy rằng cái việc Chúa Ngài giáng trên đó thì sẽ đem lại cái kết quả kế tiếp đây, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng. Nếu không có Đức Thánh Linh giáng trên thì không có quyền năng. Chúng ta thấy chính lời của Đức Chúa Giêsu nhắc nhở điều đó. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, và chữ nhưng cũng cho chúng ta thấy biết có điều gì ở phía trước.
Và chúng ta sẽ suy nghĩ đến điều đó ở trong bài học ngày hôm nay trong câu số 6. Nhưng bây giờ thì chúng ta tập trung vào nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng để làm gì? Để làm chứng nhân cho Ngài, làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả Giu-đê, xứ Samri cho đến cùng trái đất. Nhưng hôm nay ngũ tuần tôi nhắc với anh chị em rằng là tất cả chúng ta đều phải kinh nghiệm ngũ tuần. Không nhất thiết là phải trở thành người ngũ tuần. Bởi vì Chúa Ngài ở tại đây thì cho chúng ta thấy khi chúng ta nhận lấy quyền năng, thì để mục đích của chúng ta không phải là chúng ta trở nên người của một hệ phái nào đó, nhưng mà làm công việc mà Chúa Ngài trang bị cho chúng ta để thực hiện. Đó là làm gì anh chị em? Làm chứng nhân. Ok, ở đây cũng có một sự khác biệt giữa chữ chứng nhân và làm chứng. Ok, chứng nhân là con người. Cái con người, cả con người đó là chứng nhân cho Chúa. Còn làm chứng là chúng ta đi ra, chúng ta làm chứng về cái việc gì đó chúng ta thấy, chúng ta biết, hay là đối với hội thánh của Chúa Trung trong nhiều ngày tháng, thì đi ra làm chứng là chúng ta đi ra, chúng ta nói giảng về tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho những người lân cận chúng ta. Và đây là sự khác biệt mà chúng ta cần để ý đến. Một đằng là con người của chúng ta, Chúa muốn cả con người của chúng ta, cả cuộc đời của chúng ta làm nhân chứng cho Chúa. Việc chứng đạo, đi ra làm chứng là một phần nhỏ của cái cuộc đời của một người nhân chứng, chứ không phải là tất cả. Cho nên chúng ta thấy witnessing, khi chúng ta đi ra, chúng ta làm chứng và chúng ta làm một nhân chứng của Chúa, hai cái đó khác nhau. Vì khi chúng ta đi ra, chúng ta làm chứng, chúng ta có thể được huấn luyện, học thuộc lòng, rồi chúng ta đi ra, chúng ta làm chứng về Chúa, làm chứng đạo. Nhưng mà làm nhân chứng đó thì chúng ta phải là những người kinh nghiệm một cách cá nhân. Chúng ta chỉ có hội đủ cái điều kiện làm nhân chứng khi chúng ta trải nghiệm điều đó một cách cá nhân. Và chúng ta làm nhân chứng không phải là cho một cái việc gì khác, mà làm nhân chứng cho Chúa. Thì đây cũng là một cái trách nhiệm rất là quan trọng, làm chứng nhân cho ta. Chứng nhân đó là gì? Chúng ta nhớ bài hôm qua chúng ta đã học. Họ phải làm gì? Tin lành này phải được giảng ra cho các nước. Đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại. Tin lành này phải được giảng ra cho các nước. Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều tra hứa. Như vậy chúng ta thấy rằng làm nhân chứng cho Chúa đó, làm nhân chứng cho sự chết, chịu chôn và sự sống lại của Chúa. Và cái kết quả của những điều đó Chúa Ngài đã làm. Ra chúng ta làm nhân chứng là như vậy, chứ không phải chỉ đi ra chứng đạo mà thôi. Vì chứng đạo chúng ta có thể gia nhập vào trong ban chứng đạo, chúng ta được huấn luyện xong, một ngày nào đó ở trong tuần chúng ta đi ra vào ban chứng đạo, đi ra làm việc. Còn làm nhân chứng cho Chúa là cả cuộc đời của chúng ta, mỗi ngày, 7 ngày một tuần trong đời sống của chúng ta, chúng ta đi đâu chúng ta cũng làm một cái nhân chứng cho Chúa. Đây là một sự khác biệt rất là lớn. Một là công việc, hai là cả con người của chúng ta. Và Chúa Ngài muốn tìm thấy những nhân chứng cho Ngài. Đó là sự khác biệt và lý do tại sao chúng ta cần phải được mặc lấy quyền phép là như vậy. Phải kinh nghiệm một cách cá nhân thì chúng ta mới có thể làm nhân chứng thật. Còn không thì chúng ta nghe kể lại thì chúng ta không đủ tư cách để làm nhân chứng cho Chúa. Thí dụ như chúng ta được trác tòa đưa chúng ta đi ra để chúng ta làm chứng vì chúng ta đã chứng kiến một tai nạn. Và sẵn để nhắc anh chị em là nếu chúng ta lái xe ở trên xa lộ hay là trên đường mà chúng ta chứng kiến một cái tai nạn xảy ra trước mắt chúng ta, thì luật ở tại Mỹ này là chúng ta phải dừng lại để làm nhân chứng. Và khi cần thì chúng ta phải ra tòa để làm chứng về những gì mình thấy. Còn không, nếu chúng ta chạy luôn, thấy cái tai nạn đụng ở trước mặt mình xong rồi chúng ta lách xe qua một cái lên khác, chúng ta chạy mất á, những người khác họ có thể họ lấy cái bảng số xe của chúng ta, thì chúng ta sẽ phạm cái lỗi đó là chứng kiến một tai nạn mà không dừng lại để nhận diện là mình thấy việc xảy ra và mình làm chứng về cái việc đó. Đó là một trong những cái đặc quyền mà nước Mỹ này cho chúng ta, và cũng là một cái trách nhiệm. Bởi vì cái người mà bị đụng, nếu cái lỗi là của người khác thì họ không thể lên tiếng và không ai bênh vực họ nếu chúng ta thấy mà chúng ta không dừng lại để làm chứng.
Trừ trường hợp là chúng ta không thấy gì hết, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ được giống như là miễn trừ cái việc đó, bởi vì mình không có thấy rõ ràng. Thì như vậy thì mình không phải làm chứng. Nhưng mà khi chúng ta thấy một cái rất là rõ, chiếc xe đỏ nó vượt đèn đỏ và nó chạy, nó đụng với chiếc xe màu trắng đó, thì chúng ta thấy một cách rõ ràng thì chúng ta làm nhân chứng, và khi ra tòa thì chúng ta không cần phải nói là theo luật của tiểu bang Texas này, luật lái xe là đến đèn xanh đèn đỏ phải dừng lại, chứ không được chạy vượt đèn đỏ. Không, chúng ta chỉ nói một điều đó là tôi đến gần cái đèn đó, tôi thấy chiếc xe đỏ đã chạy vượt đèn đỏ và đụng vào trong chiếc xe trắng. Thế sao nói vậy? Đó là công việc của nhân chứng. Khi chúng ta làm chứng cho Chúa, chúng ta cũng phải như vậy. Cuộc đời của chúng ta được thay đổi như thế nào, chúng ta được kinh nghiệm Chúa như thế nào, chúng ta làm chứng lại cho người ta như vậy. Thế chúng ta không nhất thiết là phải thuộc hết Kinh Thánh rồi kêu người ta mở câu này câu kia ra trong lúc chúng ta làm chứng. Cái đó có cái chỗ của nó, nhưng mà làm nhân chứng cho Chúa có nghĩa là chúng ta cứ làm đúng theo như cái điều mà chúng ta kinh nghiệm. Nhân chứng là như vậy. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Bây giờ để chúng ta làm một cái bài tập nhỏ thôi, cũng dễ, nhưng mà để giúp cho chúng ta nhắc nhở ở trong chúng ta cái lẽ thật này, là có những điều là sự thật và có những điều là truyền thuyết. Ví dụ, chúng ta thấy mỗi đồ Giáng sinh, mùa Giáng sinh đó, thì chúng ta thấy có ba vua. Có ba vua hạnh phúc là một cái bài hát mà chắc có lẽ một số chúng ta nếu lớn lên trong nhà thờ Tin Lành thì chúng ta thích cái bài đó. Đêm dần buông vân vân, chúng ta xác nhận trong cái bài đó có ba ông vua đến để ra mắt Chúa. Nhưng mà cái đó là sự thật hay là truyền thuyết? Có ba món quà được dâng lên cho Chúa, nhưng mà Kinh Thánh không có nói là có ba ông. Cho nên ba vua hạnh phúc hay là ba vua mà chúng ta thấy được vẽ vân vân đó, thì nó là truyền thuyết. Sự thật là chúng ta biết rằng có các nhà thông thái đi đến để ra mắt Chúa, và họ có trình dâng lên cho Chúa ba cái lễ vật: vàng, nhũ hương và mục dược. Nhưng mà không có cái câu Kinh Thánh nào nói rằng có ba bác sĩ đến. Nên chúng ta để ý, đây là một trong những cái kỷ luật khác nữa khi chúng ta học lời của Chúa. Chúng ta phải thật là sáng suốt để chúng ta phân biệt đâu là truyền thống, truyền thuyết. Nếu nó đúng chúng ta có thể giữ. Nó không có mâu thuẫn với Kinh Thánh thì điều đó có thể giữ được. Nhưng mà nếu nó mâu thuẫn với Kinh Thánh thì chúng ta phải bỏ cái truyền thuyết và chúng ta nắm lấy cái sự thật. Ok anh chị em? Để chúng ta thực tập cái điều mà chúng ta vừa mới nhắc ở tại đây. Thì thôi, quý anh chị em ở trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ chia cái lớp học của chúng ta ra làm 6 nhóm. Chúng ta đếm từ 1 đến 6 để chúng ta có một nhóm ít người để chúng ta cùng nhau thảo luận cái trang cuối của tài liệu mà chúng tôi gửi ra cho anh chị em, để chúng ta có thể xác nhận theo như cái phát biểu, thì chúng ta khoanh tròn sự thật hoặc là huyền thoại để chúng ta xác nhận. Ok, thì bây giờ xin bắt đầu từ, không biết bắt đầu từ ai để cho nó có một nhóm khác hơn. Thôi bắt đầu từ chị Dũng đi, chị Loan đi, số 1, rồi anh Dũng, chị Thu, chị Hoa, 5, 6, 1. cho chị Phương ở dưới đây, Phương Thùy, 5, 6, ok. Rồi bắt đầu lại cho ở Khương, 5, ok anh Cương, 6, Cương, 6, ok. Rồi chị Linda, 1, Nhật, Đức, 3. Ok, bây giờ chúng ta chia ra làm 6 nhóm. Thì chúng ta có thể bắt đầu bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bắt đầu 1 ở bên phía bên tay phải của nhà thờ. Số 2 ở phía trước tại đây. Số 3 ở cái hàng ở dưới. Rồi. ba. Số 2, số 3, số 4 bên này, 4, 5, 6. Ok.
4, 5, 6. Ở bên này dãy, bên này có 3 số, bao nhiêu? Ok. Có 4 phút để làm bài hôm nay. Tôi nghĩ rằng với kiến thức anh chị em ở trong Chúa lâu thì chắc là chúng ta sẽ trả lời rất là nhanh với cái điều này. Đã đến được câu số 4. Ok. Dạ. Yeah. Ok, không, chưa. Ta đã làm xong đến câu số 4. Ok. Trong lúc các anh chị tiếp tục làm bài, tôi đọc lên để các anh chị em ở xa cũng có thể tham dự vào. Khi tôi đọc một cái lời phát biểu, anh chị em chọn đó là sự thật hay là đó là sai, là một cái truyền thuyết, thì chúng ta có thể trả lời ở xa. Anh chị em để đó, rồi chúng ta sẽ dò theo khi các nhóm tại đây báo cáo với lớp học. Phaolô là người rao giảng trong ngày lễ ngũ tuần. Ông đã dẫn dắt hàng ngàn người để biết đấng Christ ở trong ngày hôm đó. Thì chúng ta chọn đó là sự thật hay là huyền thoại. Thứ hai, Kinh Thánh cho biết khoảng 3.000 người được cứu vào ngày lễ ngũ tuần. Sự thật hay là huyền thoại? Kinh Thánh ghi lại những người được làm báp têm ngay sau khi họ biết Chúa Giê-xu vào ngày lễ ngũ tuần ở Jerusalem. Cái chính là họ làm báp têm ngay sau khi họ biết Chúa, họ tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Câu thứ tư đó là Chúa Giê-xu thăng thiên về trời với Đức Chúa Cha trên một con đại bàng. Ok. Có cánh bay cao như chim ưng, như đại bàng. Là thứ năm, Hội Thánh được thành lập tại Jerusalem. Sự thật hay là huyền thoại? Thứ sáu đó là bài giảng trong lễ ngũ tuần lấy từ Tân Ước. Ok. Thế hay là trích từ Tân Ước? Sự thật hay là huyền thoại? Ok. Vì tất cả các nhóm chúng ta đã xong rồi phải không? Ok. Bây giờ chúng ta có 6 nhóm, cho nên mỗi nhóm sẽ trả lời theo câu. Ok. Và bắt đầu với nhóm số 6 trước. Câu đầu tiên, Phaolô là người rao giảng trong ngày lễ ngũ tuần. Ông đã dẫn dắt hàng ngàn người để biết đấng Christ ở trong ngày hôm đó. Nhóm số 6 xin trả lời đó là sự thật hay là huyền thoại? Ok. Huyền thoại. Huyền thoại. Ok, cảm ơn Cường. Đúng như vậy. Ai là người giảng bài giảng ở trong ngày lễ ngũ tuần? Phêrô. Dạ. Phaolô lúc đó chưa được cứu. Ông còn chống Chúa một thời gian nữa trước khi bị bắt phục. Dạ. Yeah. Phêrô. Câu thứ hai, Kinh Thánh cho biết khoảng 3.000 người đã được cứu trong ngày lễ ngũ tuần. Sự thật hay là huyền thoại? Nhóm số 5. Dạ. Yeah. Sự thật. Hôm đó có khoảng 3.000 người trở lại tin Chúa. Câu số 3, Kinh Thánh ghi lại những người được làm báp têm ngay sau khi họ biết Chúa Giê-xu Christ vào lễ ngũ tuần ở Jerusalem. Xin nhóm thứ 4, xin cho biết đó là sự thật hay là huyền thoại? Nhóm số 4. Ừ?
Họ được làm báp têm ngay sau khi họ biết Chúa Giêsu Christ. Ok. Rồi, các nhóm khác phản đối. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Họ được làm báp têm ngay tại chỗ. Đây là một trong những điều mà chúng ta thấy lợi ích của việc này để chúng ta trở lại với Kinh Thánh hơn là truyền thống của giáo hội. Đây là cái chỗ mà khi lớn lên trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thì tôi thấy nó như là một cái chân lý và nó còn cao hơn cả Kinh Thánh nữa. Mặc dù mình không có được ai dạy dỗ. Đó là sau khi tin Chúa phải chờ học xong phước âm yếu chỉ rồi trả bài với ban trị sự của Hội Thánh mà được 100 điểm mới được làm báp têm. Ok. Cho nên nhóm nào mà làm báp têm cho người ta liền sau khi tin Chúa là tà giáo. Và đó là một trong những điều mà khi tôi mới đến Mỹ ở đây, đến Houston, thì gia đình các anh họ tôi đưa tôi đến một nhà thờ Baptist. Và tôi không chịu vô. Tôi nói bởi vì Việt Nam tôi được dạy là Baptist là tà giáo. Bởi vì Baptist làm nhiều điều không có đúng theo Kinh Thánh. Một trong những điều đó nó làm họ, điều mà tôi quan sát và tôi thấy. Cho nên tôi không chịu vô nhóm. Thì bà dạy lớp trường Chủ nhật cho nhóm quốc tế International Class. Thì bà ra bà thách thức, bà nói rằng xin lỗi gì chứ anh ở Việt Nam anh thuộc về hệ phái nào. Thì lúc đó tiếng Anh không có biết rõ. Thì cứ dịch đại cái chữ Tin Lành đó là Gospel. Chúng tôi là chánh thống cho nên chúng tôi là Hội Thánh Gospel. Bà nói tôi chưa bao giờ nghe có một hệ phái nào tên là Gospel, cái này chắc là tà giáo. Bà thấu cấy mình lại như vậy, tức quá. Bà nói chúng tôi học lời của Chúa cũng muốn biết là chúng tôi sai chỗ nào. Cho nên xin anh đi vô, anh nghe và anh chỉ ra chúng tôi sai chỗ nào để chúng tôi sửa. Ok, bà dám thách thức như vậy thì vô ngồi. Ráng cố gắng ghi chép đủ thứ hết. Không thấy họ dạy sao nó giống với lại Kinh Thánh, không có chỗ nào là khác hết. Nhưng mà rồi một cái buổi chiều Chủ nhật chúng tôi được mời đi trong cái ngày mà Hội Thánh nhóm lại. Thì khi đến nơi thì tôi chứng kiến một cái điều đó là sáng hôm nay những người này được giới thiệu là họ mới tin Chúa. Nhưng mà tối nay họ đã chịu báp têm nước. Tôi nói rồi, đúng rồi, cái chỗ này là cái chỗ tà giáo đây. Cho nên để trong bụng đó là tuần sau tôi sẽ nói cho bà dạy trường Chủ nhật của lớp cho bà biết mặt đó là Baptist là tà giáo. Dám làm báp têm cho người ta liền ngay tại chỗ. Chủ nhật vô tôi nói, chiều Chủ nhật vừa rồi tôi đã khám phá ra một điều tại sao người Baptist sai lầm tà giáo. Bà hỏi chỗ nào? Đó là quý vị dám làm báp têm cho người ta ngay sau khi người ta tin Chúa. Bà nói, ủa, Kinh Thánh nói như vậy mà. Tôi nói, Kinh Thánh chỗ nào mà nói như vậy? Lúc đó mình không biết nhiều Kinh Thánh, nhưng mà mình thấy truyền thống ở trong Hội Thánh cứ là phải tin Chúa, rồi học phước âm yếu chỉ, rồi thi cho đủ điểm đàng hoàng thì mới được làm báp têm. Rồi lớn lên ở trong gia đình mà con cái Chúa ở trong Hội Thánh đó thì phải chờ cho đến đúng tuổi, rồi học phước âm yếu chỉ mới được làm báp têm. Bà mở Kinh Thánh ra và mời tôi đọc, nhìn vô những câu Kinh Thánh. Và đây là một trong những câu Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta. Hôm đó có độ 3.000 người trở lại tin Chúa. Và họ chịu báp têm. Rồi quảng quan người Thiopi, sau khi được Philip giải thích lời của Chúa, ông tin Chúa. Rồi chính ông hỏi, có nước đây có gì cản trở tôi trong việc chịu báp têm? Philip thấy không có gì cản trở. Ngay tức khắc vừa mới tin Chúa ở trên xe, thắng xe lại, bước xuống, làm báp têm liền. Rồi người này trở về quê hương của mình. Philip thì được Chúa ngài cất ông cả người lẫn tâm linh đi đến một thành phố khác gọi là Transport. Thì và nhiều phần Kinh Thánh khác nữa cho chúng ta thấy rằng tin Chúa thì tuyên xưng đức tin qua thánh lễ báp têm liền. Không có chỗ nào bảo là phải chờ học phước âm yếu chỉ rồi phải chờ ban trị sự chấm điểm mà đủ điểm thì mới được làm báp têm. Thì em thấy như vậy. Nhưng mà chúng ta vì thấy những cái việc nó làm đi làm lại, hoặc là truyền thuyết, hoặc là huyền thoại, chúng ta cứ đinh ninh nó là sự thật. Cho đến khi chúng ta học lời của Chúa, thì để lời của Chúa hướng dẫn cho chúng ta cái nào đúng là sai. Anh chị em thấy ổn không? Có như vậy, chúng ta mới thật sự là những người môn đồ chân chính của Chúa. Sau này hỏi, tìm hiểu thì những người lớn, những người đi trước mới nói, tại vì Tin Lành giảng ra cho người Việt Nam của chúng ta ở một cái xứ mà chưa có nhiều người biết đạo của Chúa. Cho nên mình làm báp têm cho họ liền, họ về gia đình họ bắt bớ cái rồi họ không biết cách để họ trả lời rồi họ bỏ Chúa. Cho nên phải dạy cho họ, dạy đạo cho họ, dạy cho họ
phước âm hiếu chỉ vân vân. Họ biết Kinh Thánh để cho họ vững vàng, để họ trả lời cho bà con thân nhân của họ. Cái đó để cho họ trưởng thành và trang bị cho họ có kiến thức về Kinh Thánh. Nó không thể nào là cái lý do bắt người ta phải chờ đợi trong việc tuyên xưng đức tin qua bắp tem nước rồi. Nó có mục đích tốt, nhưng mà nếu không có giải thích thì dần dần nó sẽ trở thành một cái như là tính lý của hội trưởng nhiệm Presbyterian. Thì người ta cũng tin như vậy, bởi vì ảnh hưởng của những người đã viết sách thần học mà Hội Thánh Việt Nam được tiếp xúc được dài dòng. Thì chúng ta biết rằng đi theo Chúa, chúng ta cần phải có cái sự phân biệt giữa sự thật chân lý của Chúa, những điều đúng, và truyền thuyết cũng như huyền thoại, để chúng ta bám chặt lấy Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không làm đúng theo lời của Chúa đó, thì sẽ có những cái lủng củng sau này. Lời của Chúa thì nhất quán, trước sau như một, mà chúng ta thấy rằng đều giống nhau. Còn nếu chúng ta lựa chỗ này chỗ khác, chúng ta sẽ gặp trở ngại. Câu số 4, Chúa Giêsu thăng thiên về trời với Đức Chúa Cha trên một con đại bàng. Ok, huyền thoại ha. Hội Thánh được thành lập ở tại Jerusalem. Sự thật, ok. Và số 6, thôi nhóm số 1 trả lời câu số 6 để chúng ta kết thúc. Bài giảng trong lễ ngũ tuần lấy từ Tân Ước, huyền thoại. Ok, sự thật là gì? Trích từ Cựu Ước là sứ đồ Phi-rơ nói rằng đó là ứng nghiệm lời tiên tri, và chúng ta biết rằng ông trích Joel chương 2. Đó là điều mà Cha hứa. Ok, anh chị em có thể trở lại chỗ ngồi của mình trong thời gian này. Hy vọng trong tuần này chúng ta học lời Chúa, chúng ta lại được biết rõ hơn về những anh chị em khác ở trong nhóm của mình, ở trong Hội Thánh. Để chúng ta có thể thấy được tính cách của các anh chị em của mình nữa. Có những người là không có chờ ai trả lời hết á, mình biết hết cho nên mình trả lời hết. Những người khác không có cơ hội. Có người thì biết mà không nói, ngại ngùng, không dám lên tiếng. Rồi có những người thì biết không biết, mình không biết, tại vì họ cứ ngồi họ cười, mình không biết là họ biết hay là không. Ok, chúng ta biết thêm về các anh chị em của mình. Alright, thì chúng ta trở lại với bài học của chúng ta. Chúa đã ban Chúa Thánh Linh. Đó là phần đầu tiên mà chúng ta cùng suy nghĩ tại đây. Sau khi Chúa Giêsu từ cái chết sống lại, thì Ngài đã hiện ra ở trước hàng trăm nhân chứng. Để chúng ta biết rằng rất là nhiều người. Sau này sứ đồ Phaolô nói rằng hơn 500 người đã chứng kiến khi Chúa Giêsu được cất về trời. Thì như vậy rằng rất là đông người đã thấy Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại từ cõi chết. Và Ngài đã bày tỏ cái sự phục sinh của Ngài ở trong thân thể. A bodily resurrection. Có một số những cái sự dạy dỗ và tính lý của một số nhóm thì người ta tin rằng Chúa Giêsu sống lại nhưng mà sống về phần tâm linh thôi chứ không có sống về thể xác. Vậy đối với họ cái điều này không giải thích được. Thì không giải thích được thì họ không dám tin. Nhưng mà Chúa Giêsu thì chúng ta thấy lời của Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng Chúa sống lại cả tâm linh lẫn thể xác. Thể xác rất là rõ ràng mà Chúa Ngài đã ăn thức ăn trước mặt các môn đồ. Chúa thách thức. Tối hôm qua chúng ta nhớ ông Thomas, ông nghi ngờ. Ông nói rằng tôi không tin rằng Chúa thật sự đã phục sinh cho đến khi tôi đặt ngón tay của mình vào dấu tay và chân của Chúa, cũng như đặt bàn tay của tôi ở bên hông của Chúa, nơi chúng ta biết rằng lính La Mã đã đâm một mũi giáo xuyên thấu tim của Ngài. Thì Chúa Giêsu đã đáp ứng cái thắc mắc của ông bằng cách lần 8 ngày sau Chúa lại hiện ra với các môn đồ của Ngài một lần nữa, và Ngài mời Thomas đến để chứng nghiệm, để nếu muốn thấy bây giờ thấy, nếu muốn đặt tay bây giờ Chúa bảo hãy đến. Và chúng ta nhớ đó là Thomas ông không làm, bởi vì ông đã thấy một cách rất là rõ ràng ngay trước mắt của mình rồi. Thì ông đã quỳ xuống và công bố điều mà người Do Thái không bao giờ làm cho bất cứ một ai ngoài ra Đức Chúa Trời. Đó là Thomas quỳ xuống và nói rằng lại Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Là một chỗ rất là quan trọng mà giúp đỡ cho chúng ta thấy. Đây là người đã quen biết Chúa Giêsu, đã đi trong đoàn truyền giáo với Chúa hơn 3 năm.
Ông biết Chúa Giêsu rất là rõ. Ông đã lên tiếng như là một nhân chứng, đó là ông nhìn nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Khi ông quỳ xuống và công bố điều đó. Rồi trong lúc Ngài giảng dạy với các môn đồ, Ngài nhắc nhở họ rằng Ngài sẽ ban Thánh Linh để họ được mặc lấy quyền năng, họ có thể thực hiện sứ mạng truyền giáo với tư cách là nhân chứng cho Ngài. Vào ngày lễ ngũ tuần, những người theo Chúa Giêsu trải nghiệm sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Và Đức Chúa Trời đã thể hiện quyền năng của Ngài qua họ để hướng dẫn những người khác biết Chúa Giêsu và kinh nghiệm sự cứu rỗi của Ngài. Điều thứ hai mà chúng ta cùng suy nghĩ đó là Chúa Giêsu đã hứa với các môn đồ của Ngài rằng họ sẽ được đầy dẫy quyền năng bởi Đức Thánh Linh. Và chúng ta trở lại với phương pháp học Kinh Thánh của chúng ta gọi là phương pháp quy nạp. Tức là chúng ta đặt một số những cái câu hỏi, có ba loại câu hỏi: câu hỏi quan sát, câu hỏi giải thích và những loại câu hỏi để chúng ta tìm chân lý nơi lời của Chúa, lẽ thật từ nơi Chúa để chúng ta áp dụng cho đời sống của chúng ta. Ba loại câu hỏi quan sát, câu hỏi giải thích và câu hỏi để áp dụng. Công vụ chương 1 từ câu 4 cho đến câu số 8. Chúng ta xem lại một lần nữa. Trong khi họp mặt các sứ đồ, Ngài dặn họ. Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. Vì rằng đã làm báp têm bằng nước nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và những người đang tụ họp tại đó thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ tái lập vương quốc Israel chăng? Ngài đáp: Kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samri cho đến cùng trái đất. Ok. Chúng ta đặt một số những câu hỏi để chúng ta tìm hiểu sâu hơn về phần Kinh Thánh này. Chúa Giêsu đã phán dặn các môn đồ của Chúa làm gì theo như câu số 4? Đừng ra khỏi thành Jerusalem. Đừng ra khỏi rồi họ phải làm gì? Ở đó chờ. Ở đó chờ điều Cha đã hứa. Ok. Sự ban cho nào mà Chúa Giêsu đã hứa với các môn đồ? Đức Thánh Linh. Ok. Dạ. Nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các con đã nghe Ta nói. Vậy chúng ta thấy tại đây Chúa Ngài hứa ban cho họ điều mà Cha hứa. Vì câu số 5, vì rằng làm báp têm bằng nước nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vì cái sự ban cho lời Cha hứa ở tại đây và theo như câu số 5 thì đồng nghĩa với báp têm trong Đức Thánh Linh. Ok. Và chúng ta nhớ điều Cha hứa đó là trong những ngày cứu rốt Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Đây là điều mà cứu không có. Chúa chỉ đổ thần của Ngài trên một số người đặc biệt khi họ được kêu gọi để làm một công tác nào đó Chúa Ngài giao cho. Làm một quan xét. Ngài đổ thần của Ngài trên Giô-suê khi Mô-sê đặt tay trên ông. Chúa đổ thần của Ngài ở trên Mô-sê. Chúa đổ thần của Ngài trên những con người đặc biệt được sự kêu gọi. Chúa đổ thần của Ngài trên những người để có khả năng đặc biệt về thủ công để có thể đúc vàng, đóng những cái khí mạnh ở trong bàn ghế, ở trong đền tạm. Thêu làm màn và mai cái liều để làm liều tạm. Thì thần của Chúa đã đến ở trên họ và họ có những khả năng đặc biệt này để thực hiện những công tác. Nhưng mà khi công tác xong, cũng như khi con người phạm tội, thì Đức Thánh Linh đã lìa khỏi họ. Và đây là lần đầu tiên mà đã ứng nghiệm điều mà Chúa Cha đã hứa. Đó là trong ngày cứu rốt thì Chúa Ngài sẽ đổ đồng loạt. Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Trên đàn ông cũng như đàn bà, trên già cũng như trẻ. Và đây là điều mà chúng ta thấy một lời hứa hết sức là lớn lao và phước hạnh. Cảm ơn Chúa. Nhờ đó mà chúng ta cũng được hội đủ điều kiện để chúng ta có thể tiếp nhận Thánh Linh. Sự tuôn đổ Đức Thánh Linh. Và nếu không đó thì, nếu theo điều ở trong Cựu Ước thì không phải tất cả mọi người. Mà chỉ có một số người đặc biệt. Những người được sự kêu gọi. Còn ngày hôm nay thì những kẻ tin thì hội đủ điều kiện. Nếu chúng ta thật sự tin Chúa Giêsu và nhận sự cứu rỗi, thì chúng ta có thể nhận được sự ban cho của Chúa Cha. Các môn đồ đã hiểu lầm điều gì theo như câu số 6? Dạ, xin nói. Ok. Họ đặt câu hỏi là có phải đây là lúc mà Chúa Ngài lập lại nước của người Israel chăng? Ok.
thì chúng ta thấy rằng họ ngộ nhận ở cái chỗ Chúa Giêsu thì người muốn nói đến vương quốc của Đức Chúa Trời, còn các môn đồ của Chúa thì tâm trí của họ đang nghĩ đến vương quốc của Israel. Một đằng là nước của Đức Chúa Trời, nước quyền năng, nước thuộc linh, một đằng thì suy nghĩ về nước của trần gian này, nước của người Israel. Điều này cho chúng ta thấy ở trong tấm lòng của các môn đồ của Chúa cho đến giờ phút này thì họ vẫn đi theo Chúa Giêsu như là một vị vua chính trị, một đấng Messiah chính trị đến để giải cứu họ ra khỏi cái sự cai trị của đế quốc La Mã để thành lập lại vương quốc của Israel. Đó là tấm lòng của những người Israel, những người Do Thái, bởi vì họ đã mất đi hết 10 chi phái miền Bắc. Và phía Nam thì họ cũng bị lưu đày vân vân và không còn giống như ngày xưa cái nước hùng mạnh mà Chúa Ngài đã ban phước và sức dầu để vua David đã thành lập. Sau đó chúng ta thấy rằng nó không giống như xưa nữa. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng lòng của người dân Do Thái luôn luôn mong đợi cái ngày là đất nước quê hương của họ sẽ được Chúa Ngài thành lập lại. Cho nên hỏi Chúa, và Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào? Theo như câu số 7 và câu số 8. Chúa không phủ nhận là sẽ có việc lập lại nước của người Israel, nhưng mà Chúa Ngài nói kỳ hạn và gì? Và thì giờ mà cha đã tự quyền định lấy. Đó là việc các con không cần biết. Khác biệt giữa kỳ hạn và thì giờ là khác nhau chỗ nào? Cả hai đều có liên quan đến thời gian đó. Kỳ hạn và thì giờ. Kỳ hạn là một cái ngày đã định. Và nó đến cái đúng cái thời điểm đó thì gọi là đúng kỳ hạn. Thí dụ như chúng ta thấy người phụ nữ thì Chúa Ngài đã định là 9 tháng 10 ngày. Đó là cái việc khi họ mang con cho đến ngày sinh nở là trong vòng 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà chúng ta biết rằng có người sanh sớm, có người sanh trễ. Nhưng mà khi đến gần là 9 tháng thì biết rằng cái kỳ hạn nó sắp đến. Cho nên kỳ hạn là một cái gì đã định trước, thì giờ là thời gian. Cho nên chúng ta cần phải có sự phân biệt đó. Chúa Giêsu Ngài nói rằng kỳ hạn, cái việc mà Chúa Cha Ngài đã định đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà các ngươi không cần biết. Chuyện đó là chuyện của Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo, đấng thiết kế, đấng đã làm những kế hoạch mà chúng ta đã học ở trong những ngày qua. Có những việc xảy ra ở trước mắt của chúng ta hay là những con người mà Chúa Ngài đã gọi, đã chọn để làm công việc của Ngài đó, ngay trước mắt họ trong một cái khoảng thời gian nào đó thì thấy dường như là tất cả, nhưng mà không, có một Đức Chúa Trời đấng đã có một cái kế hoạch lớn. Như câu gốc của chúng ta là việc của tay Chúa Ngài làm ra, chúng ta là một tuyệt tác mà Đức Chúa Trời Ngài đã dựng chúng ta lại ở trong đấng Christ để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Thì chúng ta biết rằng có một đấng điều khiển tất cả, cầm quyền tể trị kế hoạch của Ngài, và Ngài có thể sử dụng chúng ta cho những công việc của Ngài. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời Ngài định hết tất cả những điều đó. Nếu các môn đệ của Chúa Giêsu cứ ngồi để làm công việc của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy rằng họ phí cái cuộc đời của họ, vì đó không phải là việc của họ, việc đó của Đức Chúa Trời. Còn việc của họ, Chúa Giêsu Ngài đã chọn, đã lập họ để làm nhân chứng cho Ngài. Cho nên Chúa nói rằng cái kỳ hạn và thì giờ là việc mà cha đã định, Ngài tự quyền định lấy. Đó là việc các ngươi, các con không cần biết. Cảm ơn Chúa. Nói theo kiểu bình dân của Mỹ, it's none of your business. Tập trung vào cái business, cái công việc mà ta gọi các con. Anh chị em, chúng ta dễ để chúng ta chạy đi làm những cái nó không phải nằm ở trong cái giới hạn của chúng ta. It's none of your business. Công việc của chúng ta cứ trung tín làm những công việc Chúa giao trước mắt mình đi. Có nhiều khi chúng ta có thể cầu xin Chúa những điều lớn, Chúa cho con thấy cuộc đời của con như thế nào ở trong Chúa đi, để cho con có thể thấy rồi con sẽ sống theo như cái chương trình của Chúa. Như chúng ta đã xây dựng,
Chúa biết chúng ta không đủ khả năng và không đủ sức để chúng ta có thể nhận được tất cả những gì Chúa Ngài bày tỏ chúng ta, nếu Chúa bày tỏ cho chúng ta cả cuộc đời của chúng ta. Giống như ông David, nếu Chúa bày tỏ cho ông biết những ngày mà ông phải, tiếng Anh dùng chữ là the cave time ở trong đời sống, ông sống ở trong hang đá, sống để trốn tránh cái việc vua Saul đuổi bắt tìm giết ông ấy, thì chắc là ông không có dám nhận đâu. Mà Chúa bày tỏ cho ông đủ để biết rằng Chúa sai Samuel đến để sức giàu để ông lên làm vua. Và ban đầu ông làm vua chỉ có một phần của nước Israel, và sau đó thì ông mới làm vua của cả nước Israel. Mà ngay sau khi được sức giàu thì ông chỉ biết một cái công việc, đó là có một sự tiến cử của ai đó để nhìn thấy có thần của Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng ông khi ông chơi nhạc, ông đánh đàn, đàn hạt, đàn harps. Thì khi ác thần quấy phá tâm trí con người của Saul, thì khi David đánh đàn thì ác thần lìa khỏi Saul. Saul cảm thấy khuây khóa, nên David đã làm cái công tác đó trong nhiều năm. Ít nhất là có một cái thời gian để trải qua. Và như chúng ta đã xây dựng, lúc đó ông không có chạy đi theo nặng nặc hỏi Chúa. Chúa sức giàu cho con để làm vua mà. Sao cái chuyện đánh đàn cho ông vua Saul này có ăn nhậu vô đến chuyện ấy? Chắc là ông sẽ nghe Chúa nói, none of your business. Đó là việc con không cần biết. Việc hiện tại là ta giao cho con trong thời điểm này, cứ trung tín làm công việc đó. Được sức giàu để làm vua Israel, nhưng bây giờ đi vác binh khí cho, là người cầm binh khí cho vua Saul. Chúng ta thấy David vẫn trung tín làm những công việc đó. Vì cho đến đúng thời điểm Chúa Ngài sẽ cất nhắc ông lên. Đó là nguyên tắc của thiên đàng. Anh chị em nhớ như vậy. Khi Chúa giao chúng ta công việc gì, cứ trung tín làm đi. Làm cho thật là tốt, làm cho kết quả. Cái chuyện chúng ta sẽ được Chúa cất nhắc chúng ta lên một công tác khác đó, là chuyện chắc chắn nó sẽ xảy ra. Đừng lo chuyện đó. Chuyện đó là chuyện chúng ta không cần biết. Cái việc của chúng ta là cứ trung tín làm cách tốt đẹp những gì Chúa giao chúng ta, làm lợi ra. Thì Chúa Ngài sẽ cất nhắc chúng ta lên. Đó là công việc mà chúng ta cần nhớ. Chúa Giê-xu nói gì? Hãy trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao cho việc lớn hơn. Yeah. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy nhiều người thì ngược lại. Cứ đòi Chúa giao cho mình việc lớn hơn, còn việc hiện tại thì cứ bỏ bê. Tôi mà không có chức vụ, tôi không hầu việc Chúa được. Họ nói với tôi như vậy, tôi nói rằng, nhưng mà không, nguyên tắc của nước trời đó là làm đi, phục vụ đi rồi sẽ có chức vụ. Yeah. Nếu không chúng ta sẽ gặp trở ngại lớn. Tôi nhớ khi ban thẩm vấn của Hội Thánh Sagemont, là cái chỗ mà ban đầu tôi nói tà giáo, tôi không có vô nhóm đó, bởi vì họ là Baptist. Thì sau khi họ giúp đỡ tôi đi học trường Kinh Thánh, và sau một năm thì về bắt đầu thành lập Hội Thánh của chúng ta trong lúc tiếp tục đi học. Thì vì có bài chiên thì phải được phong chức. Thì họ muốn đảm bảo cho nên có một ban thẩm vấn rất là hùng hậu, 50 ông chấp sự. Họ ngồi và họ thẩm vấn chúng tôi, hỏi đủ thứ ấy. Rồi câu hỏi gọi là then chốt cuối cùng, họ nói rằng, ngoài câu hỏi then chốt thứ nhì, đó là Kinh Thánh nói làm người mục sư phải là chồng của một vợ, mà anh còn độc thân thì làm sao chúng tôi phong chức cho anh được. Tôi nói có VNC được không? Họ nói được. Câu đó có ở đây không? Tôi nói, cảm ơn Chúa có. Và tôi mời nhà tôi lúc bây giờ là VNC đứng lên. Họ nhìn nó nói, Đức Chúa Trời gọi anh rồi. Nhìn cô tôi biết, chúng tôi biết là Đức Chúa Trời gọi. Cảm ơn Chúa. Họ có kinh nghiệm gì đó mà họ nhìn, thì họ xác nhận điều đó. Nhìn thì mới biết và xác nhận là Chúa Ngài gọi tôi. Họ đặt một câu hỏi. Và câu hỏi này, nó có tính cách thiên chốt. Họ nói rằng, sau khi chúng tôi đã khảo hạch, giả định như hôm nay chúng tôi đi đến cái quyết định là chúng tôi không phong chức cho anh, anh sẽ làm gì? Cảm ơn Chúa. Chúa cho tôi có câu trả lời. Tôi rằng cảm ơn quý vị đã khảo hạch, đã hỏi, đã tìm hiểu về tính lý cũng như kinh nghiệm của tôi trong việc học việc Chúa. Nhưng nếu quý vị quyết định hôm nay không phong chức cho tôi, thì tôi cảm ơn quý vị và tôi sẽ tiếp tục đi ra giảng tin lành của Chúa. Ông nói rằng ok, you ready. Bởi vì họ muốn tìm thấy là chúng ta muốn đi tìm cái sự xác nhận của loài người, hay là chúng ta đã nhận biết sự kêu gọi của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Tại vì sự xác nhận của họ chỉ là sự xác nhận của giáo hội của Hội Thánh. Đó là cái quyền thẩm quyền thuộc linh
mà chúng ta tự đặt mình ở dưới, bởi vì chúng ta có một hội thánh để chăm sóc và quyền pháp lý bao phủ thuộc linh cho mình. Nhưng mà họ không phải là người gọi tôi. Nhưng mà tôi nhận sự kêu gọi từ nơi Chúa. Nên trả lời xong họ ưng ý và nói rằng chúng ta tiến hành việc đặt tay phong chức. Cảm ơn Chúa. Xem chúng ta cần để ý đến điều đó để chúng ta có thể hầu việc Đức Chúa Trời. Nhớ ai gọi mình và công việc mà Chúa ngài giao cho mình là gì. Và một trong những cái điều để giúp cho chúng ta biết cái sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta, đó là khả năng ân tứ mà Chúa ngài đã ban cho chúng ta là gì. Phải khám phá ra cho bằng được. Bằng không suốt đời của chúng ta sẽ làm những công việc mà không phải là sự kêu gọi của Chúa. Thì cái ngày chúng ta đứng ở trước mặt Chúa, chúng ta sẽ ngỡ ngàng lắm. Thì Chúa nói rằng, con làm gì với những điều mà ta ban cho con, khả năng ân tứ mà ta ban cho con. Dạ con đâu biết con có ân tứ gì đâu. Không được. Chúa nói, sinh hoạt ở trong VBC Hiếu Sanh mà con không biết mình có ân tứ gì thì đó là chuyện không chấp nhận được. Xin Chúa nghe giúp đỡ đi, chúng ta đừng phải đứng ở trước mặt Chúa mà bị Chúa mắng là đầy tớ gian ác. Như cái người đầy tớ mà có một ta lân được Chúa ngài giao cho. Một ta lân là lớn lắm anh chị em, nếu tính theo giá tiền thì nó chỉ nhỏ hơn với cái người được 5, cái người được 2. Chứ còn thời giá lúc bây giờ nói một ta lân là một cái phần được giao cho rất là lớn. Nhưng mà người này thì đem chôn. Và cuối cùng thì Chúa ngài trách mắng là đầy tớ gian ác. Đã không quản lý tốt những gì Chúa ngài giao trong tay để làm lợi ra, để làm lợi ích cho những người lân cận của mình. Nhưng mà trở lại, Chúa Giêsu giao nhiệm vụ gì cho các môn đồ theo như câu số 8? Làm nhân chứng cho Chúa. Chúng ta nhớ điều đó. Tập nói cho quen. Bản truyền thống thì nói là chúng ta làm chứng về Chúa. Nhưng mà nguyên tắc cũng như Kinh Thánh tiếng Anh thì và nhiều bản khác nữa cho chúng ta thấy điều này. A witness nó khác hơn với lại witnessing. Chúng ta nhớ như vậy. Một nhân chứng. Chúa ngài giao trách nhiệm cho các môn đồ của Chúa là họ phải làm nhân chứng cho Chúa. Ai giúp các môn đồ hoàn thành công việc đó? Đức Thánh Linh. Vì khi Đức Thánh Linh giáng xuống thì họ sẽ được mặc lấy quyền phép, quyền năng. Ok. Làm thế nào để các môn đồ có thể thi hành nhiệm vụ mà Chúa Giêsu giao cho họ? Dạ. Phải có quyền năng của Đức Thánh Linh. Đó là lý do tại sao phải chờ cho đến khi được mặc lấy quyền phép mới ra đi. Còn không thì đi tay không. Phải đảm bảo được mặc lấy quyền phép trước khi ra đi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sang phần kế tiếp. Chúa Giêsu thăng thiên về với Chúa Cha, công vụ chương 1 câu 9 cho đến câu số 11. Sau khi phán những điều ấy xong, ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem ngài. Cơn đám mây tiếp ngài khuất đi khỏi mắt họ. Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời, lúc ngài ngự lên, kìa có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ và nói: Hỡi người Galilê, sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như thế? Đức Chúa Giêsu này đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy ngài lên trời vậy. Ok. Sau khi phán dạy các sứ đồ, Chúa Giêsu đi đâu? Theo như câu 9 và câu 10. Ok. Ngài được cất lên, trở về cùng Chúa Cha lên thiên đàng, như Chúa Giêsu đã nói với Mary Magdalene. Các sứ đồ phản ứng như thế nào trước sự ra đi của Chúa Giêsu? Họ sững sờ, ok. Có ai nghĩ họ tiếc không? Chúa quyền năng, Chúa yểm trợ họ, ở bên cạnh họ. Khi có những nhu cầu, Chúa ngài đã giúp đỡ, đáp ứng nhu cầu. Yeah. Mary Magdalene là người trước đây có bảy quỷ ở trong bà. Bây giờ Chúa đi, còn mấy quỷ nó đòi trở lại thì mà không có Chúa nó thì sao? Họ thấy như là có một cái sự mất mát. Cho nên họ cứ đứng đó và chăm chú nhìn lên trời trong lúc ngài ngự lên. Giống như là những người con mà giờ thấy mình mất đi cái vị trí của người cha trong đời sống của mình. Thì ngay lúc đó chuyện gì xảy ra? Có hai người nam
mặc áo trắng đứng gần họ, nói với họ cái gì? Sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như thế? Đức Chúa Giêsu này đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy. Điều này cho chúng ta thấy một cái lời tiên tri ở tại đây, đó là sau này khi Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta biết rằng lúc đó Chúa đang ở bên phía này trên bức hình mà tôi có được ở tại đây khi mang về từ xứ Do Thái. Núi Olive ở khoảng bên này trở bàn tay của tôi và có thể nhìn qua thành Jerusalem. Chúng ta thấy bốn cái vách tường của đền thờ thành Jerusalem đó bây giờ đã đổ nát, chỉ còn có một vách thôi. Và ở trên cái nền mà đáng lý ra là nơi mà đền thờ trước đây, thì bây giờ có một cái điện gọi là điện đá tảng của người Hồi giáo, có cái nóc vàng vàng đây, bầu bầu đó, gọi là Dome of Rock. Thì chúng ta thấy rằng Chúa ở bên phía bên này của núi Olive và Ngài được cất lên. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ở tại đây các thiên sứ nói như vậy. Và nếu anh chị em lui trở lại sách Sacheri chương thứ 14 cũng có một cái lời hứa, Ngài sẽ từ trời ngự xuống. Khi chân của Ngài đụng ở trên núi Olive, núi đó sẽ nứt ra làm hai. Giê-xu này được cất lên. Hỡi người Galilee, sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như vậy? Đức Chúa Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông thấy Ngài lên trời vậy. Sẽ có việc Chúa từ trời ngự xuống. Trong lần đến thứ hai của Chúa, sự tái lâm của Ngài, Ngài sẽ ngự xuống. Và một trong những điều sẽ xảy ra như lời của Chúa đã tiên báo, một lần nữa phước hạnh của việc chúng ta nghiên cứu những lời tiên tri trong Cựu Ước. Lời tiên tri đó là khi chân của Chúa chạm đến đỉnh núi Olive một lần nữa, thì núi Olive sẽ nứt ra làm hai. Anh chị em, hiện tại nếu chúng ta đến núi Olive thì chúng ta thấy đã có đường nứt. Chờ chỉ cần chân của Chúa chạm đến, chấn động đất, địa chấn sẽ xảy ra liền. Và sẽ có một cơn động đất và núi Olive sẽ tách ra làm hai. Thật ra núi Olive thì không phải là núi cao sừng sững, nhưng mà nó là một cái đồi thì đúng hơn. Thì như tôi đã chia sẻ với anh chị em là cái người mà chính phủ của nước Do Thái cử đến để làm người hướng dẫn đoàn của chúng tôi, tour guide, anh ta là người Do Thái. Và anh biết chúng tôi là các mục sư Tin Lành. Thì tôi hỏi anh gì chứ, cái đường nứt ở trên núi Olive theo anh suy nghĩ là như thế nào? Anh cười và nói rằng thì chúng tôi tin nơi lời tiên tri ở trong Sacheri. Tôi nói, ôi, nếu mà anh tin như vậy thì khi Đức Chúa Giêsu chạm đến mà nó nứt ra làm hai thì anh sẽ nghĩ sao? Anh nói thì lúc đó đó, giữa tôi với các mục sư sẽ có sự khác biệt. Chúng tôi tin rằng đó là lần thứ nhất Ngài đến. Bên người Do Thái họ không tin việc Chúa Giêsu Giáng sinh. Họ vẫn mong chờ đấng Messiah của họ đến. Thì lúc bây giờ sẽ đáp ứng cái thắc mắc của chúng ta, người Do Thái và người Tin Lành. Đó là chúng ta sẽ hỏi Chúa, đây là lần thứ mấy? Nếu là lần thứ nhất thì người Do Thái đúng. Đây là lần thứ hai, người Tin Lành đúng. Bởi vì chúng ta đã biết việc Chúa Giêsu đã đến thế gian lần thứ nhất khi Ngài chịu sanh ra là một hài nhi, sanh ra bởi trinh nữ mà Mary. Ok, nên chúng ta có thể hình dung đây là cái vùng đất mà Chúa Giêsu ngay trong lúc đó Ngài được cất lên. Thì các thiên sứ đã xác nhận để khích lệ lòng của những người môn đồ của Chúa trong ngày hôm đó là cùng một cách mà Chúa Ngài đã được cất lên thì Ngài cũng sẽ trở lại như cách mà họ thấy Ngài được lên trời như vậy. Dạ. Chắc là Chúa Ngài cũng được cất lên, chúng ta xem ở trong những cái phim, họ dựng phim cho chúng ta thấy cất lên từ từ ha. Rồi có một đám mây đến rước Ngài đi và Ngài cởi mây đi, chứ không phải cởi đại bàng. Mà Chúa Ngài đã lên trời như thế nào, Ngài cũng sẽ trở lại như vậy. Cảm ơn Chúa. Ngài có một cái lời tiên tri ở trong Cựu Ước bây giờ được thiên sứ của Chúa xác nhận. Đối với chúng ta là hội thánh của Chúa thì đây là một trong những điều rất quý. Mà chúng ta, như tôi nói với anh chị em, khi đứng ở trên núi Olive và được những người tour guide họ dắt đến và họ chỉ cái lằn nứt, thì nó có cái gì đó nó như là con người tâm linh chúng ta nó nhảy nhót ở trong chúng ta đó. Chúng ta thấy những gì Kinh Thánh nói là hiện tượng luôn cả về địa lý cũng rất là thật. Nó nhắc nhở cho chúng ta một cái điều rất là quan trọng. Cảm ơn Chúa.
Nó thêm cho tôi cái lòng mong đợi về sự trở lại của Chúa. Chúa sống trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài. Mà trước khi Chúa trở lại, xin ban ơn trên chúng con, mặc lấy quyền phép trên chúng con, để chúng con có thể làm nhân chứng một cách hiệu quả cho Chúa, để nhiều người Việt Nam nữa được cứu trước ngày Chúa Ngài trở lại. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn đồ chờ đón Đức Thánh Linh như Chúa Giê-xu đã ra lệnh, theo như Công vụ chương 1 từ câu 12 cho đến câu số 14. Sau đó có một đồ từ núi gọi là Oli trở về thành Jerusalem. Núi ấy gần Jerusalem, cách một quãng đường đi một ngày Sa-bát. Người Do Thái, người Pharisee, lúc bây giờ thì họ đặt ra một cái luật. Là trong ngày Sa-bát thì chúng ta biết rằng luật ở trong Cựu Ước là họ không được làm việc. Nhưng mà phải đi lại. Nhưng họ cũng muốn giảm bớt cái vấn đề đi lại. Cho nên họ cho đi một dặm đường. Ngày Sa-bát được đi một dặm đường, tức là một cây số rưỡi. Đi xa hơn là đã làm việc. Đi xa hơn thì đổ mồ hôi. Cho nên từ bên này đi xuống trũng và đi lên phía bên kia thì đã vào thành Jerusalem. Và chúng ta thấy có các cổng. Cổng rác, cổng... rồi chúng ta có thể đi vào ở trong sân của đền thờ. Cho nên chỉ đi một cái đoạn đường ngắn mà thôi. Thì qua bên phía bên kia đúng một ngày đi được cho phép ở trong ngày Sa-bát. Khi vào trong thành, họ lên một phòng cao nơi họ đang trú ngụ. Những người đó là Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, Andre, Philip, Thomas, Bethlehemy, Matthew, Gia-cơ, con của A-phê, Simon Zelot và Judah, con của Gia-cơ. Tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Mary là mẹ của Đức Giê-xu cùng các em trai của Ngài mà cầu nguyện. Thì họ đã trở về Jerusalem và họ chờ đợi. Khi Chúa Giê-xu thăng thiên, các môn đồ đã trở về Jerusalem và tại đó có mấy chữ rất là quan trọng mà chúng ta có nói đến ở trong ngày lễ Ngũ Tuần. Đó là ở trong kinh nghiệm của tháp Ba Bình, Đức Chúa Trời ngự xuống và Ngài đưa ra một cái nhận xét rất là quan trọng. Này là một nhóm người nói cùng một thứ ngôn ngữ. Và bây giờ thì họ quyết tâm hiệp ý để làm một công việc. Thì chẳng có điều chi, họ mới bắt đầu mà như vậy thì chẳng có điều chi có thể ngăn cản họ được. Có ba điều kiện. Một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ. Và bây giờ thì họ quyết tâm hiệp ý để định làm một công việc. One group of people speak the same language, one language. Và united to do one thing. Nếu có ba điều kiện đó, cái nhóm đó có thể làm bất cứ một việc gì mà Đức Chúa Trời cũng không cản họ được. Và dĩ nhiên Chúa Ngài có quyền để thay đổi ngôn ngữ thì công việc không có xảy ra được. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, thì Chúa Ngài đã đổ Thánh Linh của Ngài trên một cái môi trường mà các điều kiện này sắp sửa được có tất cả. Họ trở về Jerusalem, thì câu số 14 nói gì? Tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Mary là mẹ của Đức Chúa Giê-xu cùng với các em trai của Ngài mà cầu nguyện. Và ngày mà Đức Thánh Linh giáng lâm, thì chúng ta thấy rằng điều kiện thứ ba cũng đã được ban cho, được lặp lại ở trong ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh đến ở trong ngày lễ Ngũ Tuần, Công vụ chương 2 từ câu 1 cho đến câu số 13. Những ai đã nhóm họp tại một chỗ, theo như câu số 1. Dạ. Yeah. Các sứ đồ, các môn đồ của Chúa, và có khoảng chừng 120 người có mặt ở tại đó. Ok. Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Bây giờ một nhóm người đồng tâm hiệp một, nhóm lại một chỗ. Alright. Tiếng động như tiếng gió đến như thế nào? Thứ nhất là thinh linh, một cái chữ rất là đặc biệt. Tại sao nó thinh linh? Đối với họ đó là Chúa bảo chờ đợi. Chúng ta ngày hôm nay thì biết là họ chờ đến 10 ngày. Nhưng lúc đó là họ hoàn toàn không biết là họ phải chờ bao lâu. Nhưng mà họ vâng lời Chúa về, cứ hiệp ý với nhau ngày đêm sinh hoạt ở tại đền thờ và ở tại nhà ở trên phòng cao cầu nguyện. Thì đến ngày thứ 50 là ngày lễ Ngũ Tuần đó, thì chúng ta thấy rằng thình lình mọi người đang cầu nguyện như vậy. Chúng ta nhớ là họ không có biết chắc là cái ngày đó, nhưng mà thình lình thì có cái tiếng như thế nào không chị em? Như tiếng gió. Ok, chứ không phải gió nha. Có tiếng như tiếng gió. Ok.
Vì đây là những cái hình ảnh tượng hình để giúp đỡ cho chúng ta. Một lần nữa truyền thuyết đó là tiếng gió thổi ào ào, không như tiếng gió, ok, giống như vậy. Sự bày tỏ ra của Đức Thánh Linh có tiếng động từ trời như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Cái tiếng đó nó vang ra giống như âm thanh nổi surrounding sound, ok, khắp nhà chỗ nào ngồi cũng nghe tiếng đó như vậy hết, khắp nhà các môn đồ ngồi, ok. Các môn đồ đã thấy và nhận được điều gì? Theo như câu 2 và câu số 3. Rồi các môn đồ thấy những cái lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu ở trên đầu mỗi người trong họ. Dường như có một cụm lửa từ trời đổ xuống. Và khi đến tận nhà, thì bắt đầu chia ra có những cái đốm như những cái lưỡi bằng lửa. Có những cái lưỡi như lưỡi bằng lửa. Và tản ra, rồi đáp ở trên đầu của mỗi người có mặt ở đó. Tôi thích một sư truyền giáo, nhà truyền giáo Reinhold Bonnke đã về với Chúa năm ngoái. Ông nói rằng, trong phòng đó có 120 người. Thì Chúa ngài đã ban cho sắm sẵn cho họ có đủ 120 cái lưỡi, giống như cái lưỡi bằng lửa đậu trên đầu mỗi người. Không dư một cái nào mà cũng không thiếu cho ai. Cảm ơn Chúa. Ông nhắc nhở điều đó thì nói rằng, ở trong Chúa khi chúng ta thật sự tin, chúng ta có phần, Chúa ngài biết nhu cầu của chúng ta và ngài rất muốn ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng ta có thể lui về và thấy Đức Chúa Trời biết hết tất cả mọi sự. Ngài biết có bao nhiêu người có mặt ở trên phòng đó. Cho nên lửa từ trời đổ xuống rồi chia ra giống như những cái lưỡi bằng lửa tản ra rồi đáp xuống trên đầu của mỗi người. Mỗi người có một cái lưỡi giống như lưỡi bằng lửa trên đầu của mình. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có phần ở trong Chúa thật là phước hạnh. Khi Đức Thánh Linh tràn đầy các tín đồ, họ đã làm gì? Tất cả đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh cho họ nói. Dạ. Tiếng Việt của chúng ta thì dịch nó một cách rất là hẹp ở trong cái ý nghĩa. Trong nguyên tác thì tiếng Hy Lạp đó là chữ glossia, là ngôn ngữ hay là lưỡi, tongue. Bản tiếng Việt của chúng ta thì người ta dịch dựa trên những gì, những cái ý sắp sửa xảy ra ở phía sau. Thì người ta đi đến một cái kết luận và quyết định là họ bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh cho họ nói. Ok. Điều này chúng ta có thể hiểu nó trong hai nghĩa. Một là các môn đồ của Chúa họ nói cái thứ ngôn ngữ thì những người nghe họ hiểu cái điều họ nói trong cái ngôn ngữ của họ, như là cái ơn thông giải tiếng lạ đó. Tiếng lạ được nói ra thì cái người mà được ơn thông giải tiếng lạ hiểu được cái sứ điệp đó ở trong ngôn ngữ của mình, cho nên có thể thông giải qua tiếng Việt hay là tiếng Anh tùy nơi cái ngôn ngữ mà mình nói. Thì họ bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Trong bản truyền thống của chúng ta thì họ khởi sự nói theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Ở đây cả hai bản hiệu đính cũng như là bản truyền thống của chúng ta thì ai nói? Họ nói. Đức Thánh Linh cho, nhưng mà họ nói. Đây cũng là chỗ mà chúng ta là những người kinh nghiệm, chúng ta mới hiểu được điều này. Có rất là nhiều người ngồi cứ chờ Chúa nói, chạy hoài không thấy. Nhưng mà đây là điều mà Chúa ngài muốn chúng ta kinh nghiệm, nhớ chúng ta xây dựng rất là nhiều đi trong đức tin. Chúng ta phải mở miệng ra nói, bởi vì chính chúng ta phải nói theo như Thánh Linh cho mình nói. Như vậy cái người nói là chúng ta, còn Đấng ban cho là Thánh Linh. Nếu chúng ta ngồi chúng ta chờ Đức Thánh Linh nói, khi chúng ta cho ngài nói thì nó lộn xộn, sẽ không bao giờ xảy ra. Yeah. Mà phải là chúng ta cứ mở miệng ra nói, rồi cái phép lạ xảy ra là Đức Thánh Linh sẽ cho những từ ngữ để chúng ta nói. Đó là sự khác biệt mà chúng ta cần nhớ để chúng ta sẽ được tự do và giải phóng khỏi điều này. Không chúng ta ngồi chờ hoài, có nhiều người ngồi chờ rồi được những người khác giúp đỡ bằng cách gọi là mồi nước, prime the pump. Nói giờ nói theo tôi, la 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 la, xong rồi
người ta nói một chút rồi nhập cuộc vào. Kinh Thánh không có dạy như vậy. Và công việc ở đây là như chúng ta nhận sự cứu rỗi trong đức tin như thế nào, thì chúng ta cũng nhận sự ban cho báp têm Đức Thánh Linh và ngôn ngữ mới, tiếng mới cũng giống như vậy. Bởi đức tin, Chúa Ngài hứa Ngài sẽ ban cho chúng ta. Và khi nhận thì chúng ta bắt đầu nói. Và Chúa Ngài sẽ đặt lời vào ở trong miệng của chúng ta. Ok? Cảm ơn Chúa. Những người Do Thái kính sợ Đức Chúa Trời đến thăm Jerusalem phản ứng như thế nào khi họ nghe các môn đồ nói ngôn ngữ của họ? Theo như câu 6 cho đến câu số 11. Thứ nhất, sửng sốt. Vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của mình. Họ rất ngạc nhiên và hỏi với nhau, tất cả những người này đang nói không phải là người Galilee sao? Vậy sao mỗi người đều, chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của mình? Rồi chúng ta thấy danh sách của các nước có mặt ở tại đó, đại diện các nước có mặt tại đó được ghi ra cho chúng ta. Câu số 12, mọi người đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau việc này có nghĩa gì? Ok. Tháp Ba Bên cùng một ngôn ngữ. Nhưng mà vì quyết định của họ, hiệp ý với nhau, hiệp nhất với nhau để làm một công việc Chúa không vừa lòng, Chúa đổi ngôn ngữ của họ. Nói chuyện với nhau không được, chia tay, tản lạc khắp nơi trên mặt đất. Trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa đổ ngôn ngữ của Ngài xuống. Và mục đích của Ngài là để chúng ta có thể hiểu nhau và để chúng ta có thể làm thành công việc mà Chúa định cho chúng ta, đó là giảng tin lành cho các nước và khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa để mở rộng vương quốc của Ngài. Cho nên ngày lễ ngũ tuần là sự tái lập điều mà kinh nghiệm của tháp Ba Bên đã xảy ra. Phục hồi lại những gì đã mất để công việc có thể được diễn ra. Cho nên chị em hãy hình dung với tôi, khi mà chúng ta có thể hiểu nhau trong thứ ngôn ngữ của Đức Thánh Linh, chúng ta hiệp lòng, hiệp ý với nhau và chúng ta cùng nhau bắt tay quyết tâm xây dựng hội thánh của Chúa, rao giảng tin lành của Chúa là khắp đất. Không có cái gì có thể cản chúng ta được. Như vậy, chúng ta cũng có cái trách nhiệm giữ cho ba yếu tố này có mặt, không làm bất cứ điều gì gây chia rẽ, và cũng phải sử dụng ngôn từ như thế nào để ai nấy đều có thể hiểu được. Bằng cách là chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh, ngôn ngữ của Thánh Linh, ngôn ngữ của cầu nguyện, ngôn ngữ từ nơi Chúa Ngài ban cho, để chúng ta hiểu với nhau như là trước khi Đức Chúa Trời thay đổi ngôn ngữ ở tại tháp Ba Bên. Chúng ta hình dung họ đang lấy keo để thay thế hồ và gạch họ nung để xây cất cái thành đó, cái tháp Ba Bên đó. Mọi việc đang diễn ra một cái tốt đẹp, đang xây thấy sắp hết gạch, anh cho thêm một mớ gạch, người kia nói rằng đến mà đem đến. Nhưng mà khi ngôn ngữ thay đổi, cho thêm mớ gạch, hả? Chúng tôi cần thêm một số keo, hả? Một chút bực mình là muốn đánh nhau rồi, xong rồi không thể làm việc chung với nhau được nữa và bỏ đi. Khi bất đồng ngôn ngữ, nó sẽ đem đến nhiều cái trở ngại. Xin Chúa cho để chúng ta cùng liên lạc với Đấng có thể ban cho chúng ta cùng một tiếng nói, để chúng ta có thể hiểu nhau và cùng nhau xây dựng nước Chúa. Cảm ơn Chúa. Phi-rơ giảng bài giảng đầu tiên trong ngày, trong thời đại của Hội Thánh, ở trong công vụ chương 2 từ câu 14 cho đến câu số 37. Phi-rơ đứng lên phát biểu, ai đã đứng lên cùng ông? Đó phải là các nhân chứng không? Cảm ơn Chúa. Các sứ đồ, 11 sứ đồ, Chúa Giê-xu bảo họ làm gì? Khi Đức Thánh Linh giảng trên các con sẽ làm nhân chứng cho ta. Bây giờ họ được đại diện Đức Thánh Linh, họ được mặc lấy quyền phép. Khi cần họ làm gì? Phi-rơ đứng lên, rồi các sứ đồ khác cũng đứng lên với ông. 11 sứ đồ khác. Cảm ơn Chúa. Chỗ này anh chị em nói, ủa, tưởng đâu mất ngông rồi. Ông bán Chúa rồi, ông không chịu ăn năn, ông đi, ông treo cổ, rồi đứt dây, rớt xuống đổ ruột ra ngoài. Sao cũng còn 11 vậy? Chúng ta không học phần kinh thánh đó, nhưng mà Phi-rơ đã đứng lên và kêu gọi phải bầu một người để thay thế chỗ của Judas Iscariot. Cho nên vẫn đủ. Ông và 11 sứ đồ khác đứng lên, họ làm nhân chứng cho Chúa trong ngày đó. Phi-rơ đã giải thích các môn đồ đã trải qua điều gì, theo như câu 16 cho đến câu số 21. Chúng ta quen với phần kinh thánh rồi.
Ông giải thích họ đã kinh nghiệm điều cha hứa theo như tiên tri Joel đã tiên báo như trong 16. Nhưng đây là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Joel. Đức Chúa trời phán trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt, vân vân. Họ đã trải nghiệm được điều cha hứa. Họ được bắp tem trong Đức Thánh Linh, họ được tuôn đổ bởi Thánh Linh của Chúa ở trên họ. Không phải chỉ dành cho 12 sứ đồ, không phải chỉ cho những môn đồ đặc biệt, nhưng mà trên hết thảy. Và sẽ tiếp tục ảnh hưởng lan rộng ra. Bởi vì bây giờ thì Đức Thánh Linh được ban cho như điều cha đã hứa. Tại sao Phi-rơ trích dẫn Joel chương 2? Chúng ta tin rằng đây là điều Đức Thánh Linh đã dạy cho ông, và những gì ông đang quan sát trước mắt của ông thì nó đúng rồi. Điều trước đó là Đức Thánh Linh chỉ đến trên những con người đặc biệt ai đó, nhưng mà mới vừa kinh nghiệm là trong phòng có 120 người thì tất cả đều được đầy dạy Đức Thánh Linh. Một sự ban cho đồng loạt, một sự ban cho tất cả những người có mặt ở của ngày hôm đó. Cho nên ông đã trích lời tiên tri của tiên tri Joel. Chúng ta nhớ bài tập mà chúng ta đã học. Chúng ta nghiên cứu lời của Chúa mà cho chính xác đó. Chúng ta cần nghiên cứu cái lời tiên tri ở trong Cựu Ước và điều đã được ứng nghiệm ở trong Tân Ước để chúng ta thấy được cái sự sắp đặt của Đức Chúa Trời ở trong công việc. Cảm ơn Chúa. Các em sắp sửa vào, chúng ta phải đi nhanh một chút. Khi Đức Thánh Linh tràn đầy trên các tín đồ, họ đã làm gì? Họ đã đứng lên, họ làm nhân chứng cho Chúa và được Chúa Ngài ban phước để nói tiên tri, để làm những công tác mà Chúa Ngài giao phó ở trong ơn của Chúa. Và Phi-rơ, ông đã giải thích công việc của Đấng Christ với tư cách là Đấng Mêsia như thế nào, theo như câu 25 cho đến câu số 35. Ngài đến, Ngài rao giảng về nước của Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ ra công việc của vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngài chữa lành những người đau ốm, Ngài giải cứu những người bị ức hiếp. Chứng minh công tác của Đấng Mêsia đã được giới thiệu ở trong Cựu Ước, được ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Giê-xu. Phi-rơ đã đưa ra lời chứng nào về các sứ đồ theo như câu 2, câu 32? Nhớ Chúa Ngài đổ Thánh Linh xuống để họ làm gì? Làm nhân chứng cho Chúa. Thì câu 32 nói gì? Dạ. Tất cả chúng tôi đều làm nhân chứng về điều đó. Cảm ơn Chúa. Ai ban Đức Thánh Linh? Theo như câu 32-33. Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giê-xu này sống lại, tất cả chúng tôi đều làm nhân chứng về điều đó. Vậy sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, Ngài đây là ai? Đức Chúa Giê-xu đã đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe. Cha ban điều cha hứa. Chúa Giê-xu nhận và đổ Đức Thánh Linh ra trên hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Có cơ hội chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về điều đó. Nhưng hôm nay chúng ta biết rằng đó là sự ban cho của Chúa Cha như điều cha hứa, và Chúa Giê-xu đã đổ Đức Thánh Linh ra trên hội thánh. Và hội thánh đã được khai sinh và chúng ta thấy được mở rộng ra trong công việc của Chúa. Và chúng ta thấy hội thánh đầu tiên tăng trưởng và phát triển một cách hết sức là tốt đẹp. Hội thánh đầu tiên có những sinh hoạt mà chúng ta thấy được mô tả cho chúng ta. Câu số 42 trở đi, các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mỗi thông công với anh em lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép màu đã dấu lạ đã được thực hiện qua các sứ đồ. Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán hết tài sản của cải mình mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Ngày nào cũng chuyên tâm đến đền thờ và từ nhà này đến nhà khác. Họ bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau vui vẻ, chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu thêm vào hội thánh. Họ sinh hoạt một cách rất là sống động và rất là vui vẻ, vui nhộn. Đây là sinh hoạt mà chúng ta có thể đúc kết là chúng ta thấy họ giữ lời dạy của các sứ đồ. Họ thông công, họ dùng bữa chung với nhau, gặp nhau nhóm là vui vẻ. Tức là
trên gương mặt luôn luôn có nụ cười chứ không phải cái mặt dài. Tại vì ơn của Chúa. Ở trong cái sự vận hành của Đức Thánh Linh thì chúng ta thấy có sự tự do và sự vui vẻ trong Đức Thánh Linh. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Và tinh thần của Hội Thánh đầu tiên để lại cho chúng ta nhiều cái gương sáng mà chúng ta cần rút tỉa để chúng ta học ở trong đời sống của chúng ta. Hai câu hỏi đi áp dụng mà tôi khuyến khích anh chị em về để chúng ta suy nghĩ. Đó là việc biết bạn có Đức Thánh Linh đang sống ở bên trong ảnh hưởng đến cách bạn vâng theo sứ mạng, nói cho người khác về Chúa Giê-xu như thế nào. Chúng ta mạnh dạn, chúng ta nhờ cậy và biết rằng Chúa sẽ yểm trợ chúng ta. Ngài sẽ đặt lời phải nói, việc phải làm ở trong chúng ta để chúng ta có thể thực hiện được. Cho nên chúng ta hãy nhờ cậy Chúa và nhận biết có sự yểm trợ từ thiên đàng để chúng ta thực hiện công tác. Và câu hỏi thứ hai là chúng ta có thể học được gì từ mô hình của một hội thánh phát triển lành mạnh ở trong công vụ chương 2. Chúng ta học được nhiều điều mà Luca tường thuật cho chúng ta. Chúng ta phải học lời của Chúa và giữ lời của Chúa. Thông công với anh em của mình, chúng ta phải xích gần lại với nhau, gây dựng cái mối liên hệ của chúng ta ở trong Chúa. Bởi vì chúng ta cần yểm trợ nhau để chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa. Chúng ta cần ơn của Chúa. Như các sứ đồ đã lấy quyền phép mà làm những cái dấu kỳ phép lạ. Chúng ta phải thấy được công việc của Chúa được thể hiện ra một cách mạnh mẽ. Và chúng ta cũng có thể hết lòng chia sẻ với nhau những tài nguyên và giúp đỡ nhau đáp ứng nhu cầu để chăm sóc và lo cho nhau ở trong ơn của Chúa. Bởi vì Chúa Ngài ban phước và kết nạp chúng ta, bây giờ chúng ta là người trong cùng một nhà ở trong ơn của Chúa. Đừng hiểu lầm là tôi khuyến khích anh chị em về bán hết gia tài của mình rồi đem đến nhà thờ chúng ta bỏ vô chúng ta xài chung. Ngày hôm nay chúng ta không có cái nhu cầu giống như lúc bấy giờ, nhưng mà chúng ta vẫn có những nhu cầu khác. Và Chúa Ngài cho chúng ta dự phần đóng góp để chúng ta có thể lo cho công việc của nhà Chúa tại hội thánh địa phương chúng ta, từ cơ sở cho đến các sinh hoạt. Thì nó cần có cái sự đóng góp. Rồi chúng ta cũng hiệp lòng với nhau, hiệp sức và đóng góp tài chánh để chúng ta cùng nhau truyền giáo. Đó là những việc mà chúng ta có thể học được từ hội thánh đã được Đức Chúa Trời Ngài ban phước và sử dụng một cách lớn lao trong ơn của Chúa. Rất vui được học Kinh Thánh với anh chị em một lần nữa trong kỳ Thánh Kinh mùa hè năm nay. Mình xin Chúa Ngài ban phước để những điều chúng ta học được, chúng ta được nhắc nhở ở trong Thánh Kinh mùa hè này, trang bị cho anh em thêm cái hành trang cần thiết cho bước đường đi theo Chúa, hầu vì Chúa, và để chúng ta cùng nhau, một nhóm người, nói cùng một thứ ngôn ngữ và quyết tâm hiệp lòng để toan định làm một điều, đó là mở mang nước của Chúa, xây dựng hội thánh của Chúa tại đây, thì không có gì có thể cản trở chúng ta. Chúa ban phước trên anh chị em ở trong ơn của Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.